Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 6 tháng 7. Nhận định soi kèo U19 Philippines với U19 Myanmar 15 giờ ngày 6 tháng 7. Nhận định soi kèo U19 Philippines với U19 Myanmar 15 giờ ngày 6 tháng 7 vòng bảng U19 Đông Nam Á. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á U19 Philippines đấu với U19 Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu. Nhận định soi kèo U19 Philippines với U19 Myanmar. U19 Philippines sẽ có trận đấu với U19 Myanmar tại lượt trận thứ 3 của bảng A, giai đoạn vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á. Sau hai lượt trận đầu tiên, U19 Philippines vẫn chưa có được điểm nào và đang đứng áp chót bảng đấu hơn đội bét bảng U19 Brunei về hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, U19 Myanmar mới có được 3 điểm và cũng chỉ đứng thứ 4 ở bảng đấu. Thành tích của U19 Philippines đang khá tệ khi ở 5 trận gần nhất đội bóng chỉ có được 1 trận thắng, để thua cả 4 trận còn lại. Trong khi đó, U19 Myanmar thắng 2, để thua 3 sau 5 trận gần đây, bao gồm cả trận thắng trước U19 Brunei ở lượt trận đầu tiên của bảng A. Tỷ lệ kèo U19 Philippines với U19 Myanmar. Soi tỷ lệ kèo châu Á, thi đấu trên sân trung lập tại Indonesia, nhưng U19 Philippines vẫn bị đánh giá thấp hơn hẳn, khi là đội cửa dưới với kèo chấp đang là dương 1,75. Trước đó, trong lịch sử, hai đội đã từng gặp nhau 2 lần và U19 Myanmar đều giành chiến thắng với cùng tỷ số 6-0. Tại giải lần này, U19 Myanmar tuy đã có chiến thắng, nhưng cũng chỉ là trước đội bét bảng U19 Brunei. Trong khi đó, U19 Philippines cũng thi đấu không quá tệ, nên có lẽ sẽ không dễ để U19 Myanmar có được chiến thắng cách biệt. Chọn U19 Philippines. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Mặc dù kèo chấp cao, nhưng kèo tài xỉu chỉ đang là 2,75. Có thể thấy U19 Myanmar vẫn sẽ chủ động chơi tấn công khi có ưu thế hơn đối thủ. Tuy nhiên, U19 Philippines cũng đang có hàng thủ chơi không quá tệ, nên có lẽ đây sẽ chỉ là trận đấu có ít bàn thắng. Chọn xỉu. Dự đoán tỷ số U19 Myanmar thắng U19 Philippines 1-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!